10 lời hứa bạn nên hứa với chính bản thân mình và giữ nó mãi mãi trong cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống xưa giờ chưa từng toàn vẹn. Nhân sinh ở đời không tách khỏi quy luật bù trừ. Hết thảy sự việc, sự vật, sự tình đều có cái được và có cái mất. Được mất thể hiện rõ ở mọi ngóc ngách phương diện trong cuộc sống. Và chúng ta không thể tránh khỏi được quy luật ấy, dù có chống cự nó như thế nào. Muốn nhìn thấy cầu vồng phải biết chấp nhận những cơn mưa. Đôi khi để có được thành công, bạn đã phải trả một cái giá đắt để đạt được điều này. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất là thực sự làm cho nó có giá trị bằng cách không ngừng cố gắng tiến lên. Hãy giải phóng bản thân khỏi sự tiêu cực của nhân tình thế thái. Nếu vấp ngã, hãy đứng dậy bước tiếp. Hãy biến mình thành một chiến binh với tinh thần sắt đá để chiến đấu một cách mạnh mẽ hơn, cười to và vang hơn. Và hãy giáng những đòn chí tử vào nghịch cảnh bất cứ khi nào nó dám chống lại bạn. Hãy thực hiện 10 lời hứa sau đây đối với bản thân của mình và hãy giữ chúng mãi mãi trong cuộc sống của bạn. Thứ nhất, tôi hứa tôi sẽ không chấp giữ quá khứ để chống lại chính mình. Các vấn đề về điểm yếu, thất bại, hối tiếc và sai lầm sẽ tặng bạn những bài học quý giá nếu bạn sẵn sàng học hỏi, hoặc chúng sẽ trừng phạt bạn nếu bạn không làm như vậy. Vì vậy, hãy để những điều thất ý đó dạy cho bạn mỗi ngày. Hãy coi mọi thứ như một bài học kinh nghiệm. Nếu bạn hối hận về một số lựa chọn, quyết định của mình trong quá khứ, hãy ngừng khắt khe với bản thân. Khi bạn đã nỗ lực hết mình với những kiến thức mình đang có, cho dù kết quả không như ý thì bạn cũng đã tích lũy thêm được kinh nghiệm cho mình. Tương lai sau này, nếu bạn phải đưa ra lựa chọn, những bài học kinh nghiệm trong quá khứ sẽ giúp bạn đưa ra quyết định khôn ngoan hơn để thành tựu trong cuộc sống. Vì vậy, hãy để bản thân thả lỏng và nghỉ ngơi. Thời gian và kinh nghiệm là một người thầy tuyệt vời, giúp chúng ta trưởng thành hơn để đưa ra những lựa chọn tốt nhất trong tương lai và cho những người thân xung quanh ta. Thứ hai, tôi hứa tôi sẽ làm chủ cuộc sống của mình và không bao giờ chối bỏ trách nhiệm về nó. Ai đó đã từng nói, sự trưởng thành bắt đầu vào ngày chúng ta chấp nhận trách nhiệm đối với hành động của bản thân mình. Bất kể là trong gia đình hay ngoài xã hội, dù ở địa vị nào, chúng ta đều cần có tinh thần trách nhiệm. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Khi lựa chọn thái độ có trách nhiệm đối với bản thân, thì chúng ta sẽ luôn hướng về phía trước xem mình có thể làm được những gì. Cần hiểu rõ rằng sinh mệnh của bạn là nằm trong chính bản thân mình, không phải của bất kỳ người nào khác. Bạn cần chịu trách nhiệm đối với sinh mệnh của mình, chịu trách nhiệm đối với sự lựa chọn của mình, chịu trách nhiệm đối với sai lầm của mình, chịu trách nhiệm đối với hành vi, lời nói, tâm tư và ý niệm của mình. Khi một người lựa chọn có trách nhiệm đối với bản thân, thì người đó sẽ tràn đầy năng lượng sức mạnh, sẽ không ngừng tiến tới những điều tốt đẹp hơn. Cũng chỉ có chịu trách nhiệm với chính mình thì mới có thể sống một cuộc đời chân chính, không ỷ lại người khác, không coi mình ở vị trí người bị hại, chờ đợi sự cứu giúp, sẽ không ngồi đó mà oán trời trách người. Vậy nên, cần từng giờ từng phút nhắc nhở bản thân, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả lời nói, hành vi, cảnh ngộ và cuộc sống của bản thân mình. Thứ ba, tôi hứa tôi sẽ lắng nghe những gì mà linh cảm từ trái tim đang mách bảo. Trái tim luôn biết ta thật sự cần gì, muốn gì và làm sao để hạnh phúc, nên không khó hiểu khi người ta hay được khuyên hãy lắng nghe sự mách bảo của trái tim. Khi đã hỏi trái tim nói gì, đợi cho đến khi bạn cảm thấy chút ánh sáng nhẹ nhàng, một sự thăng hoa, một niềm vui vỡ òa, một sự giải phóng bất cứ điều gì cho bạn cảm thấy giống như nên làm gì đó. Điều này có thể là câu trả lời của trái tim bạn. Khi điều gì đó cảm thấy đúng, điều đó có nghĩa là nó phù hợp với bạn và ít nhất là điều đó cũng đáng để bạn xem xét. Và nếu có điều gì nó khiến bạn thực sự cảm thấy không ổn, thì đó có thể là như vậy. Chú ý đến cảm xúc chân thực của bạn và theo dõi nơi chúng dẫn đến. Khi bạn đi theo tiếng nói bên trong của mình, những cánh cửa nút thắt của vấn đề cuối cùng cũng sẽ được mở ra cho bạn, ngay cả khi ban đầu chúng hầu như đã bị đóng sầm lại. Thứ tư là tôi hứa tôi sẽ sống một cuộc sống của chính mình chứ không phải sống trong mắt người khác. Suy nghĩ của người khác giống như những cái lồng sắt gồng cùm, nó trói chặt nhốt cứng nhiệt huyết của bạn với cuộc sống và che khuất tiếng nói bên trong của bạn. Cuối cùng, chúng ta sống để trở thành mẫu hình trong mắt người khác, nhưng chúng ta đánh mất con người chân thật của mình. Có người nói, nếu bạn muốn được người khác công nhận quá nhiều, bạn sẽ sống theo kỳ vọng của người khác. Đó cũng chính là từ bỏ con người thật của mình
và sống trong cuộc sống của người khác. Trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Nhưng thay vì lúc nào cũng xem mình có làm hài lòng họ hay không, sống trong mắt người khác, tốt hơn là hãy sống đúng với trái tim của chính mình. Hãy giữ vững lập trường bản lĩnh, cho phép bản thân đi theo con đường khiến bạn hạnh phúc. Điều thứ 5, tôi hứa tôi sẽ từ bỏ những mối quan hệ không như ý. Hầu hết mọi người bước vào cuộc sống của bạn tạm thời chỉ đơn giản là để dạy cho bạn điều gì đó. Họ đến và đi, họ tạo ra sự khác biệt và cũng không sao cả khi họ không còn ở bên bạn. Bạn biết đấy, không phải tất cả các mối quan hệ đều kéo dài mãi mãi. Nhưng những bài học mà những mối quan hệ này mang lại cho bạn là mãi mãi. Nếu bạn học cách mở rộng trái tim và tâm trí của mình, bất kỳ ai, kể cả những người khiến bạn nổi giận phát điên, đều có thể dạy cho bạn một điều gì đó đáng giá. Và đôi khi bạn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ khi nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian cho một người mà bạn không còn kết nối. Nhưng đó chính xác là cách bạn phải như vậy. Bạn đang ở chính xác nơi bạn phải ở. Tất cả chúng ta đều vậy. Điều thứ 6, tôi hứa sẽ không để bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống cướp đi nụ cười của tôi vĩnh viễn. Ngay cả khi những thời điểm khó khăn, hãy dành một chút thời gian dừng lại để nhớ bạn là ai. Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về những điều có ý nghĩa thực sự và lâu dài trong cuộc sống của mình. Và sau đó hãy mỉm cười về việc bạn đã đi được bao xa. Thành thật mà nói, không có gì trên đời này đẹp và mạnh mẽ hơn một nụ cười đã đấu tranh vượt qua gian khổ. Bất kỳ một kẻ ngốc nào cũng có thể hạnh phúc khi cuộc sống dễ dàng. Cần có một tâm hồn, một trái tim mạnh mẽ thực sự để nở nụ cười thoát khỏi những tình huống khiến chúng ta phải rơi lệ. Không cần biết phải mất bao lâu, nó sẽ trở nên tốt hơn. Tiếp tục bước đi, những tình huống khó khăn nhất cuối cùng sẽ tạo nên những con người mạnh mẽ nhất. Điều thứ 7, tôi hứa tôi sẽ trân trọng và đánh giá cao những gì mà mình đang có. Rất nhiều người trong chúng ta đánh giá quá cao những gì họ không có và đánh giá thấp những gì họ đang có. Đừng là một trong số họ, mà hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm hôm nay, chứ không phải vào những gì bạn có thể làm hoặc đáng lẽ phải làm ngày hôm qua. Hãy nhớ rằng, cuộc đời có được, ắt phải có mất. Trân trọng những gì bạn có và con người của ngày hôm nay. Cuộc sống không nhất thiết phải hoàn hảo để trở nên tuyệt vời. Hãy trân trọng những gì đang có, dù đó là những điều nhỏ nhất, đó chính là phước lành của bạn. Hãy buông bỏ những rắc rối, nó không có một giá trị gì để khiến bạn trở nên tích cực hơn. Tâm trí của bạn là do bạn kiểm soát, vì vậy hãy tận dụng chúng để mang lại lợi thế mạnh mẽ cho hành động và cuộc sống của bạn. Điều thứ 8, tôi hứa tôi sẽ nhận ra và sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra sự khác biệt. Cách phổ biến thường xuyên nhất mà mọi người từ bỏ quyền lực của mình là nghĩ rằng họ không có bất kỳ quyền lực nào. Đừng làm điều này. Thế giới cần bạn. Trong một thế giới đầy sự sợ hãi, bạn phải dám ước mơ. Trong một thế giới tràn ngập sự giận dữ, bạn phải dám tha thứ. Trong một thế giới ngập tràn hận thù, bạn phải dám yêu thương. Trong một thế giới tràn ngập sự ngờ vực, bạn phải dám tin tưởng. Và một khi bạn làm được, tôi hứa rằng bạn sẽ tìm thấy sức mạnh mà bạn đã từng nghĩ rằng mình không có. Điều thứ 9, tôi hứa tôi sẽ cống hiến hết mình cho sự xuất sắc của cá nhân. Cho tới giờ, hiện tại thì bạn có nhiều ngày tốt đẹp hơn hay nhiều ngày tồi tệ hơn? Bạn có tuân thủ theo các thói quen thành công và các mục tiêu hàng ngày hay đang trượt dài và bỏ bê chúng? Sự hoàn hảo không bao giờ là thước đo thành công, nhưng giờ là lúc tuyệt vời để bắt đầu những thói quen tạo nên sự xuất sắc của bạn. Mọi việc đáng làm đều nên được làm đúng, và sự xuất sắc không bao giờ là một may mắn. Đó là kết quả của ý chí, nỗ lực tập trung, lựa chọn, quyết định, có tầm nhìn. Xem chướng ngại vật, khó khăn, rắc rối mà bạn gặp phải trong cuộc sống là cơ hội mở ra hướng đi mới. Cũng cần lưu ý rằng sự xuất sắc không thể được đánh giá bằng cách nhìn vào vị trí của bạn tại bất kỳ thời điểm nào, mà bằng cách đo khoảng cách của bạn đã đi được bao xa từ những bước đi đầu tiên cho đến vị trí hiện tại bạn đang đứng. Đó là phép đo về sự siêng năng, chăm chỉ, kiên trì, tích lũy kinh nghiệm để tiến bộ từ ngày này qua ngày khác. Và thứ 10 là tôi hứa tôi sẽ học cách từ bỏ và chấp nhận để trưởng thành. Trong cuộc sống, mỗi người đều có một con đường đi riêng. Không ai có trách nhiệm phải quan tâm đến sự tủi thân hay sự uất ức của chúng ta. Cũng chẳng ai có trách nhiệm phải quan tâm đến sự thất vọng của bạn.
Vậy nên chúng ta cần phải đối diện với sự thật, cần phải học được cách chấp nhận thực tế của cuộc đời này. Cuộc sống là sự cân bằng giữa ôm giữ và buông bỏ, bước tiếp hay dừng lại. Chúng ta luôn phải cố gắng để đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất trong các vấn đề, ví như về tình yêu, sự nghiệp, các mối quan hệ bằng hữu, gia đình trong cuộc sống của mình. Đôi khi chúng ta cố chấp những gì không được như ý, quanh co trong vòng tròn an toàn vì sợ rằng chúng ta sẽ không thể thích ứng với những thay đổi cần thiết. Và do đó, kết cục luôn giống nhau, đau đớn hơn, thất vọng vô cùng và hối tiếc kéo dài. Kỳ thực, trên đời này, không ai có thể khiến chúng ta đau khổ ngoài chính bản thân mình, và cũng không ai có thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc bền lâu, ngoài bản thân mình ra. Vì vậy, hãy thông minh hơn thế và học cách chấp nhận những thay đổi mà bạn biết mình cần phải thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ 10 lời hứa bạn nên hứa với chính bản thân mình và giữ nó mãi mãi trong cuộc đời. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.